đi rồi hả? Nhưng con chưa muốn chết. Chúng mày phải chứng tỏ với tao tình nghĩa anh em là thế nào. Vì tất cả những vụ làm ăn lớn trước đây tao đều chia cho chúng mày. À đúng rồi. Ông ơi, không được. Bây giờ mà không làm ăn bất chính thì không bao giờ giàu được. Thằng chết của mày nè, giết đi. Con Phật xưa mẫu đồ lớn là bồ của tao. Của tao. Tình yêu không phân biệt bằng vóc dáng, mà phân biệt bằng nhiều tiền hay ít tiền. Để cho gái nó đi làm từ thiện nhá. Đưa gái đi nhảy đầm. Em đẹp quá Phượng ơi. Cảm ơn anh. Ai cũng khen em đẹp hết. Nhưng mà họ quên là em có cái đầu. Cái đầu em cũng đẹp, nhưng anh thích cái mình em hơn. Làm ăn chân chính thì không sợ thằng chết bám đây cho trực xương. Có tiền nhiều, có cứu mạng sống của tụi bay ngay bây giờ hay không? Vì tình yêu mà con phạm sai lầm, con xin ông làm ơn tha cho con được không ông? Mày đẹp mà mày xấu quá. Buôn gian bán lận là tội không thể tha thứ. Con chỉ muốn làm giàu. Người ơi, hiện nay vẫn rất kinh ngọt ngào của em. Thế nhưng mày chết, tao không có quan tâm. Tao chỉ quan tâm là khi mày chết, ai trả tiền cho tao.